Vâng nhá, em lại soạn ra được hai cái đôi vỏ thùng đây nhá. Đấy. Đấy. Đây nhá. Ở đây em xoay từng cái một nhá. Đấy, khá là đẹp. Đấy. Vâng, đôi này rất là đẹp nhá. Về quý vị nâu nhá. Vâng. Đấy, ok. Đây đẹp nhá, nâu xong là long lanh luôn. Đấy. Ok nhá, hai đôi này đều đẹp nhá quý vị nhá. Hai đôi này đều đẹp. Vâng. Bình thường những đôi hai đôi này đẹp nhỉ thì tính 300 hai đôi. Thôi em cứ tính tính 200 đi nhá. Đấy, thành ý cho nó nhanh nhá. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Em đo cái kích thước của nó nhé. Đây này, kích thước ở bên vành trong nhé. Kích thước vành trong của nó đây. Đấy. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10,5. Đấy, kích thước vành trong là 10,5. Đấy, nhưng mà kích thước đây này, kích thước lắp lắp cái đường kính loa là cả hai cái lỗ loa là khoảng 12 đây này. Đấy, nhá. Đấy, còn đây, kích thước cái này nó kích thước mà bên vành trong này của nó là 10 nhá. Đây này. Kích thước vành trong là 10 này, còn kích thước vành trong là 10 nó cũng là rộng nhất luôn rồi nhá. Vành trong là 10 cũng là rộng nhất luôn rồi. Đấy. Ok nhá, hai cái con này em xem nó khác gì nhau không. Thực chất của nó là nó như nhau cả. Con này chỉ được 9,5 chia trừ 10 thôi nhá, 9,5. 9,5 nhá, 9,5. Đấy. 9,5 nhá. Ok, con này của nó là 10,3. Đấy, kích thước ở trong lòng là 10,3. Đấy, kích thước trong lòng 10,3. Ok nhá. Đấy. À, thiếu thừa gì quý vị về tự gọt giũa một tí nhá. Đây, em đo trên chiều ngang chiều cao luôn cho nó dễ. Đấy, đây này. Đấy. 25 này, 15 này, 24 này, đấy, hai con giống nhau nhé. Ok, quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại em là 0966594581, địa chỉ 57A, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Quý vị nào lấy thì xin vui lòng chuyển khoản cho em nhé. Em không ship code đây này nhé. Vâng, em xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.